Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 9.600 tỷ đồng, khởi công vào ngày 17 tháng 6 năm 2023. Vượt qua khó khăn bước đầu về nguồn cát san lấp, hiện nay các đơn vị thi công đã lên kế hoạch tăng tiến độ thực hiện tại công trường đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, bám sát theo các mốc thời gian quy định, phấn đấu đưa cao tốc trục ngang về đích sớm. Theo Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang, về công tác giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 1.150 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, chỉ còn lại 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng sạch. Về nguồn vật liệu cát, tổng nhu cầu cát của dự án là 6 triệu mét khối. Hiện nay, dự án đã được cấp một mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang với trữ lượng khoảng 2,6 triệu mét khối, đáp ứng 43% khối lượng. Các nhà thầu đang quy động nhân lực, thiết bị, tổ chức gần 40 mũi thi công với hơn 100 tổ sản xuất thi công 3K 4 kiếp xuyên đêm, nỗ lực phấn đấu đưa dự án về đích sớm hơn tiến độ. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188 km đi qua 4 tỉnh thành An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, tổng mức đầu tư trên 44.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này sau khi hoàn thiện cùng với cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau sẽ trở thành hai trục giao thông trọng điểm kết nối các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng.